Đây, có cụ cho ta đây. Đây, là ta sẽ thưởng cho ngươi. Dạ. Quá ấm. Nàng cũng muốn đi ha. Thằng Phú đâu rồi bà? Từ sáng giờ tôi cũng không thấy nó đâu hết. Số à? Số? Dạ. Dạ, ông cho gọi con. Công tử đâu? Sao không kêu ra đây ăn cơm? Dạ, thưa ông, công tử... Có chuyện gì? Dạ, công tử đi từ tối hôm qua tới giờ, vẫn chưa về. Lần này, nó tới Thanh Lâu hay là Sòng Bài? Dạ, con cũng không biết. Thôi vô trong đi. Dạ thưa ông chủ, con đi. Đó bà thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Nó là thằng phá gia chi tử mà. Suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc, nó không tới Thanh Lâu thì nó cũng sát phạt ở trong Sòng Bài. Cả đời tôi với bà danh dụng từng đồng từng cắt một mới có được cái cơ ngơi như ngày hôm nay. Vậy mà thằng con của mình nó lại như vậy. Kiểu này không khéo vợ chồng của mình sẽ phải mang nhục vì nó. Ông bình tĩnh đi, con nó còn nhỏ cho nên mới không hiểu chuyện. Thôi để tôi khuyên nó từ từ. Ông đừng có nóng giận mà sinh bệnh. Dù gì vợ chồng mình cũng chỉ có mình nó là con thôi. Thôi đi, mỗi lần tôi nói với nó thì bà tìm mọi cách bà binh vực. Còn tôi la mắng nó đó thì bà tìm mọi cách bà can ngăn. Bà binh vực nó như vậy thì nó càng ngày càng hư đốn. Bao nhiêu lần nó hứa nó sẽ sửa đổi mà có làm được đâu. Tôi quyết định rồi, kể từ giờ tôi sẽ không để cho bà nuông chiều nó nữa. Nếu như nó không từ bỏ rượu chè cờ bạc, không lo chí thú làm ăn, chắc chắn là tôi sẽ không cho nó một đồng nào hết. Cha, cha mới nói cái gì con có nghe lầm không vậy? Cha nói là không cho con tiền nữa hả? Không. Thiệt là tức cười á. Gia sản nhà mình ngồi không ăn ba đời cũng không hết nữa. Cha cho con có chút đỉnh bạc hả? Vậy mà cha cũng tiếc là sao? Với lại con vốn từ nhỏ đã ngồi mát ăn bát vàng rồi, không có làm lụng gì được đâu. Cha đừng có bắt con phải làm việc á, con không có chịu cực được đâu á. Ừ đúng rồi. Thôi, đúng là đồ bất hiếu mà. Thôi đi nè. Từng này tuổi mà mày cứ khiến cho cha mẹ mày đau lòng. Tao đã nói rồi, thôi, không biết hối cải, chí thú làm ăn thì đừng mong nghĩ tới cái cơ ngơi này. Còn ba đó, đừng hòng giấm vú tiền bạc cho nó nữa. Tự nhiên, nếu bà còn cãi lời tôi, bà đừng có trách. Nhớ đó. Ông à, ông. Trời ơi. Nè, còn con nữa. Sao con chọc giận cha con nữa rồi? Con biết tánh cha con nóng nảy, con phải biết nói lời nhẹ nhàng chứ. Sao con cứ đổ dầu vô lửa chi không biết? Thiệt. Con có đổ gì đâu. Ông à, ông. Mẹ. Ông à. Để rồi coi, cha muốn không cho tiền con có được không? Cậu ơi, cậu ơi, cậu đừng đi nhanh quá cậu ơi. Cậu. Buông ra coi. Ông nóng lên, ông nói những lời khó nghe thôi. Chứ cậu là con ngọc con ngà, chứ làm sao mà ông có thể bỏ cho cậu chịu khổ được. Hết chuyện bực mình này, tới chuyện bực mình khác. Không biết từ đây tới chiều còn chuyện bực mình gì hơn nữa. Cậu ơi, bất nhận cậu, bất nhận cậu. Cậu cho tôi vài đồng đi. Trời ơi, cái lão ăn mày này. Tôi chưa đủ mạng hay sao mà còn gặp ăn mày? Đi đi, đi đi. Công tử tôi đang giận, ông đi cho. Ông ở đây chàng ràng là có chuyện đó. Cậu làm ơn bố thí cho tôi. Trời ơi, cái lão ăn mày này. Cậu lên mày không kiếm này. Dám đụng vô người của ta hả? Cậu đánh người ta như vậy? Tôi thấy cậu có vẻ là người quyền quý, nhưng cái cách cư xử với người xa cơ lỡ giận như vậy thì đáng trách lắm đó. Công tử à, công tử đừng khinh khi người nghèo.
chưa chắc cậu sẽ giàu có cả đời đâu. Tới lúc cậu thất thế á, thì cậu cũng giống như họ thôi à. Bà là ai mà dám lên giọng dạy đời ta? Rõ là một hạng người như nhau, nhưng tôi nể tình bà đã già cả, được tha cho bà đó. Mau đuổi thôi đi. Dạ. Bà. Chú ơi, chú đứng dậy đi. Dạ. Lấy cái muỗng dùa đi. Dạ. Chú theo tôi về nhà, nhà tôi có cháo, chú ăn cho đỡ đói nghe. Dạ dạ. Đứng dạ. Chú ơi, dậy ăn chén cháo nè chú. Chú ơi, dậy ăn chén cháo nè chú. Tôi không biết lấy gì để tạ ơn bà. May có bà ra tay giúp đỡ. Cho xin hỏi danh tánh của bà là gì? Ở đây á, mọi người họ gọi tôi là bà Từ. Mà nè, chú đừng có khách sáo. Tôi có mần việc chi lớn lao đâu mà ơn với nghĩa. Ai mà không có lúc hoạn nạn đâu chú. Thôi, chú ăn đi, cháo đang nóng đó. Dạ, cảm ơn bà. Bà Từ ơi, bà Từ. Bà Từ ơi. Ủa, có chuyện gì vậy cô? Dạ, dạ. Ở ngoài chợ á, có mấy người ăn xin. Đói lả nhìn thương lắm bà Từ ơi. Chàng ơi, sao mà lại đến nông nỗi như vậy? Bây giờ á, cô ra ngoài đó dẫn họ vô trong này dùm tôi nghe. Dạ. Để tôi xuống bếp nấu cho họ nồi cháo. Dạ rồi, dạ. Để con đi liền. Trời ơi. Cậu ơi, hay là canh bạc hôm nay mình dừng tại đây đi cậu. Chứ con thấy nó kỳ kỳ sao á. Cậu càng chơi là càng thua đó. Mày im cái miệng mày nha. Mày đứng lại lải nhải hoài à. Tao thích chơi là tao chơi. Mày mà lên tiếng can ngăn tao một lần nữa ha, tao kêu người đập quẻ giò mày bây giờ. Dạ, ông bà ở nhà có dặn là con phải theo cậu cho nên. Im, đi ra ngoài. Dạ. Mày đứng đây xui quá. Với cái khế ước này, tất cả tài sản ruộng đất của công tử đều thuộc về tôi. Các ông nhớ đó nha, các ông nói xong việc là chia tôi 3 phần nha, phải nhớ mà giữ lời đó. Chỉ cần tôi lấy được Điền Trang, chắc chắn là có phần của ông. Thank you.
Cháy nhà, cháy nhà rồi, cháy nhà rồi mọi người ơi, cháy nhà rồi mọi người ơi, mau dập lửa đi, mọi người ơi mau dập lửa đi, cháy nhà rồi. Trời ơi, tan nát hết rồi bà ơi. Cháy hết rồi, không còn gì nữa. Hết rồi ông ơi, hết rồi. Bây giờ sống làm sao đây hả ông ơi? Nè, ông ơi, bình tĩnh, bình tĩnh đi bà. Chuyện xảy ra như vậy tôi cũng đau lòng dữ lắm. Nhưng mà bà phải bình tĩnh. Dù sao đi nữa thì chúng ta phải tiếp tục sống. Sống bằng cái gì bây giờ đây ông bà, ơi? Bà yên tâm, tôi còn một ít ruộng đất, có thể đủ cho hai vợ chồng mình dưỡng già. Yên tâm nha, đừng có khóc nữa. Công tử Phú đâu? Trốn đi cậu, trốn đi. Công tử Phú đâu? Chào ông bà. Hai ông là ai? Tới đây có chuyện gì? Nghe nói hôm qua nhà ông bà bị hỏa hoạn, tôi xin chia buồn. Cảm ơn. Nhà của tôi đang gặp chuyện xui rủi, không thể tiếp khách được. Mong hai ông về cho. Tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra, nhưng đã đến kỳ hạn, công tử Phú phải trả nợ. Nếu công tử Phú không trả nợ đúng hạn, chúng tôi sẽ kiện lên quan. Cái gì? Ông nói cái gì? Thằng Phú con tôi thiếu nợ hai ông à? Thằng Phú nó thiếu nợ hai ông? Phải. Trời ơi, Phú đâu rồi? Phú đâu? Thằng Phú đâu? Mày ra đây. Ra. Nó kìa. Đi ra đây. Ra đây. Ra đây cho tao. Trời ơi trời. Mày làm gì? Con ơi. Mày là làm con... cái gì mà thiếu nợ người ta? Mày làm vậy là giết chết ba mẹ rồi. Có phải mày đánh bài thiếu nợ phải không? Nợ người ta bao nhiêu? Nợ bao nhiêu? Mày nói đi. Con mấy ông nói như vậy, mấy ông có giấy tờ gì làm bằng chứng hay không hả? Đây, ông tự mà xem đi. Con làm gì? Gia đình này phải sống làm sao đây Phú ơi? Mày giết chết ba Phú mẹ ơi, rồi. Phú ơi là Phú, tan nát hết rồi. Ôi cha, cha. Ông ơi, cha, ông cha. Ơi, ông ơi, cha có sao không? Ông sao vậy ông ơi? Ông cha ơi, ông ơi, cha, ông ơi, cha, ông ơi, cha, ông ơi, tỉnh lại đi cha, ông ơi, tỉnh lại đi cha. Ông ơi, ông ơi. Công tử à, tôi phải đi rồi. Công tử ở lại bảo trọng nha công tử. Đến mày cũng bỏ tao đi hả? Mày mà bỏ tao đi, tao còn tiếc sống làm gì? Tôi biết hoàn cảnh lúc này của công tử rất là đáng thương. Vừa xảy ra hỏa hoạn xong, ông đột ngột qua đời. Bà vì quá đau lòng cũng đã mất theo ông. Bây giờ nhà cửa ruộng vườn cũng mất hết rồi. Công tử chỉ còn trơ trọi một mình. Nhưng mà tôi có ở lại đây cũng không giúp được gì cho công tử hết. Với lại tôi còn cha mẹ già ở dưới quê, tôi phải quay về phụng dưỡng chăm lo cho cha mẹ. À, từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, sinh ra đã sống trong nhung lụa, chưa từng qua chịu cực khổ một ngày nào hết. Đã chỉ trong thoáng chốc ta đã mất tất cả rồi. Mày nói đi, bây giờ tao phải làm sao? Từ bây giờ tao phải sống như thế nào đây? Cậu vẫn còn khỏe, nếu mà công tử chịu khó siêng năng làm việc, vẫn còn có thể kiếm sống qua ngày. Tôi còn có vài đồng mà, để làm lộ phí đi đường. Tôi không thể đưa cho công tử nhiều hơn.
bây giờ có bao nhiêu đây thôi. Công tử cầm tạm một ít này để lo bữa trưa nha. Cậu ở lại bảo trọng nha. Chưa có một miếng gì trong bụng, ước gì có một miếng cháo lót dạ cũng đỡ. Bà Tư ơi, có người xíu. Cậu à, cậu ăn miếng cháo rồi uống thuốc ha. Dạ, cảm ơn bà. Cậu thấy trong người khỏe lại chưa? Tôi có đi hốt cho cậu mấy thang thuốc. Cậu uống chừng vài ba thang thì trở lại bình thường thôi à. Dạ, con cảm ơn bà. Ngẫm lại tôi với cậu á cũng có duyên gặp gỡ đó chứ. Mà lần nào á cũng thiệt là bất ngờ đó. Dạ, chuyện cũ mong bà rộng lòng bỏ qua cho. Tôi trước đây bồng bột, hiếu thắng và thiếu suy nghĩ. Từ ngày xa cơ lỡ giận, tôi đã học được rất nhiều điều về cách đối nhân xử thế. Tôi thật sự rất hối hận, bà hãy bỏ qua cho tôi nha. Cậu nè, cậu đứng lên đi. Đứng lên đi, làm gì vậy? Nếu mà tôi á là người nhỏ mọn ích kỷ thì tôi đâu có cưu mang cậu như vậy. Cậu Phú nè, nếu cậu đã nhận ra sai lầm trước kia của mình á, thì từ bây giờ á cậu phải sửa đổi tánh nết. Cậu phải sống tốt hơn để không có hối hận về sau đó. Cậu có làm được không? Dạ, tôi hứa sẽ thay đổi. Tôi hứa sẽ siêng năng, sẽ chăm làm việc thiện để giúp những người có hoàn cảnh xa cơ thất thế giống như tôi. Cậu nghĩ được như vậy á, tôi thấy cũng vui đó. Từ giờ á, cậu cứ ở tạm nhà tôi. Có câu á, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thôi cháo còn nóng nè, cậu ăn đi để nó nguội. Rồi tôi xuống dưới nấu thuốc cho cậu nghe. Ăn đi. Dạ, cảm ơn bà. Ăn đi. Thưa bà mới về. Hôm nay nhà cửa gọn gàng lắm thưa bà. Củi cũng chẻ xong luôn rồi. Chú Mần hả? Tay chú còn đau thì mấy cái việc đó từ từ Mần cũng được. Sao lại đi chẻ hết cái đống củi vậy? Có gấp gáp gì đâu. Dạ tôi đâu có làm đâu. Mấy hôm nay cậu Phú làm hết đó. Cậu ấy nói tay tôi đau, cứ nghỉ dưỡng cho khỏe. Sáng giờ cậu ấy dọn dẹp lau chùi. Vậy hả? Nhà cửa từ trong ra ngoài. Xong rồi ra sân chẻ hết đống củi nữa. Thấy cũng tội. Chắc là trước giờ cậu ấy chưa bao giờ làm việc nặng, bởi vậy
chẻ xong đống củi. Cậu ấy thở muốn đứt hơi luôn á. Chú à. Dạ. Chú cất cái này giùm tôi đi. Dạ dạ dạ. Cất giùm tôi nha. Dạ. Cậu Phú à. Dạ, thưa bà mới về. Cậu nghỉ tay chút. Dạ. Đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu nè. Dạ, có chuyện gì thưa bà? Cậu Phú nè, cậu sống nhà tôi á cũng gần tháng rồi, phải không? Dạ, đúng rồi bà. Cậu thấy ở đây có gì bất tiện không? Dạ, thưa bà, có làm gì phiền bà hả? Không có. Cậu thấy ở đây có bất tiện gì không? Con thấy sống ở đây giống như là được sống ở trong nhà mình vậy đó. Bà lại rất tốt với con. Từ ngày cha mẹ con mất đi, chưa có ai đối xử tử tế và tốt với con giống như bà. Mỗi lần con nhìn bà, con lại nhớ tới mẹ của con. Vậy cậu có muốn gọi tôi là mẹ không? Dạ, bà nói vậy nghĩ là sao ạ? Cậu cũng thấy đó, tôi á thì cũng có thân mình, mà tôi cũng chẳng có giàu có dư giả chi. Mà cậu á thì cũng mồ côi mồ cút. Nếu cậu không chê á, thì từ nay á tôi sẽ nhận cậu làm con nuôi. Cậu thấy làm sao? Bà nói thiệt hả bà? Bà chịu nhận con làm con nuôi thiệt hả? Ừ. Ơn nghĩa này cả đời con xin ghi nhớ. Con đòi ơn bà nhiều lắm. Vậy cậu còn không mau gọi tôi một tiếng mẹ đi. Dạ thưa mẹ. Ủa mẹ, hôm nay mẹ đi đâu mà sửa soạn đồ gì nhiều vậy? Mẹ đi lên chùa lễ Phật á, với lại làm công quả. Tại cậu không biết đó chứ, cứ đến ngày mùng 1 ngày rằm á là bà lên chùa hay làm từ thiện lắm. À, làm từ thiện. À, mẹ có cần con đi theo phụ mẹ gì không? Thôi khỏi, mẹ đi mình được rồi con. Dạ. À, chú Hai nè. Dạ. Chú coi mớ thuốc tôi đang phơi sắp khô rồi đó, lấy vô đi, không thôi trời mưa đó. Dạ. Còn con á, ở nhà coi giúp với chú Hai á sửa lại cái hàng rào trước nhà có mấy chỗ nó hư đó. Dạ. Với lại con chặt bớt cây cối mọc tùm lum tà la cho nó thoáng đãng sạch sẽ nghe con. Dạ, mẹ yên tâm đi, mấy cái việc đó con làm chút xíu là xong hả? Mẹ đi cẩn thận nha. Việc nhà cứ để con lo. Được rồi. Dạ, để con đưa mẹ ra. Mẹ đi cẩn thận nha mẹ. Thiệt là sung sướng quá đây. Vậy là hôm nay mình tha hồ mà ngủ, không cần phải động tay động chân gì chứ cho nó mệt. Ngủ một ngày cho nó đã nè. Lâu lâu mới được một ngày thảnh thơi như vậy. Nè, hôm qua tôi đuổi đi rồi, còn hôm nay lết cái mặt đến đây nữa. Đi đi. Làm ơn cho tôi gặp bà Từ. Có bà Từ ở nhà không cậu? Không có bà Từ nào ở đây hết á. Đi. Cậu đi ơi. Cậu ơi, tôi đói bụng quá. Cậu cho không tôi gặp bà Từ đi bà cậu. Đi. Tôi năn nỉ cậu. Ủa? Tôi đói bụng quá cậu ơi. Con mần cái gì vậy? Sao lại đuổi người ta đi? Dạ đâu có đâu mẹ. Con đi ngoài đường con gặp cái cô ăn xin này nè. Con mới kêu cô về đây. Rồi nhà mình nấu cháo cho cổ ăn. Rồi xong là con bưng ra liền. Vậy mà cổ cứ đậu đi hoài. Cô á, ở đây đi. Nhà nấu cháo xong á, con bưng ra cô ăn liền. Thiệt á, nhìn cô tội ghê vậy đó. Mẹ đi xa về chắc mệt lắm hả?
Mẹ vô nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc ở đây cứ để cho con lo. Ừ. Phú à, mẹ biết con chưa quen với cuộc sống hiện tại, nhưng con đã hứa gì với mẹ, con phải giữ lời chứ. Dạ con biết mà mẹ. À, sẵn đây nè, con lấy lá thuốc, vô trong nhà nấu nồi nước, rồi con tắm cho cậu nhỏ này nè, được không con? Dạ được, dạ được mẹ. Mẹ thấy đứa nhỏ này bị ghẻ thấy thương lắm, cho nên mẹ dắt nó về theo. Con nấu giùm rồi tắm cho em giùm mẹ nghe, xối lên đầu cho nó sạch sẽ, nghe không? Rồi lấy con, cái chi cho em ăn. Con nấu nước rồi con tắm cho cậu này hả mẹ? Ờ đúng rồi đó con. Dạ được chứ mẹ. Ờ. Đi đi đi. Con đi theo anh đi. Dạ, con vô đây, vô đây. Ờ lẹ đi con. Dạ 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 mẹ yên tâm. Ừ. Cô đói bụng hả? Dạ. Ăn cái bánh đi nghe. Ăn đi cho nó đỡ đói. Anh ơi, anh tắm cho em nha. Đồ gớm ghiếc. Người mày ghẻ lỡ không à? Mày nghĩ sao tao nấu nước tắm cho mày? Người mày ghẻ lỡ hôi hám như vậy, không ngờ nào tao tắm cho mày đâu. Tao phải kiếm cách từ chối cái việc này thôi. Đồ hôi hám. Có chuyện gì vậy? Chú Hai quét nhà hả? Ờ quét nhà. Trời ơi chú Hai già cả rồi, chú Hai khom lưng như vậy đau lưng lắm. À có thằng nhỏ này nè, mẹ con dẫn nó về, rồi nó con dẫn vô cho chú nấu nước lá thuốc rồi tắm cho nó để nó hết ghẻ lỡ. Chú vô tắm cho nó nha. Đây để con phụ chú quét nhà cho. Dạ để tôi tắm. Đi theo chú. Đời nào mà tao tắm cho mày. Dạo này á, ở các vùng lân cận á, hạn hán và mất mùa liên tục, nên nạn đói xảy ra, khiến người dân á, phải bỏ xứ đi tìm miếng ăn ở nơi khác. Tôi thấy cảnh đó mà không cầm lòng được. Bởi vậy kể từ ngày mai tôi sẽ nấu cháo mỗi ngày, rồi phân phát cho bà con ăn đỡ đói qua ngày. Chú ơi, việc này một mình tôi không thể cán đáng được. Ngày mai tôi nhờ chú đi tìm người giúp cho mình một tay nghe chú. Dạ, bà cứ yên tâm. Ngày mai tôi sẽ nhờ người giúp. Ừ, được rồi. Cũng là mai tôi còn dành dụm được ít tiền. Vài ba bữa nữa tôi sẽ mua thêm gạo. Còn chú đi tìm người giúp công cho tôi, vậy là được rồi đó chú. Dạ. Thì ra bà ta còn tiền để dành mà mình không hề hay biết. Mất cái gì phải lấy tiền đi làm từ thiện. Ta có số tiền đó đi đánh bạc một bữa cho đã tài. Mọi người đã bằng lòng giúp mẹ rồi, còn con thì sao? Dạ đương nhiên là con cũng sẽ làm rồi. Mẹ cứ chia công việc cho con đi, mẹ sai gì á con làm đó. Rồi vậy là từ ngày mai nghe không, con sẽ phụ chị Tư nấu cháo phải không? Còn chú Hai á, chú cùng với tôi á lo công việc phân phát lương thực cho bà con mình ha. Dạ. Cậu Phú, coi chuyện gì? Cậu coi giùm tôi nồi cháo. Sao chị không coi? Tôi về nhà có công chuyện xíu, hồi nãy tôi có nói với bà Từ rồi. Bà nói chừng nào tôi về nhà làm công chuyện á thì kêu cậu coi giùm chút. Thôi đi đi, chị nói nhiều quá. Mà nè, cháo nó sắp sôi rồi á, cậu coi đừng có để mà nó trào ra, nó tắt bếp á là mất công lắm nghe. Biết rồi, chị nói nhiều quá. Đi đi. Bình Từ, Bình Từ, Bình Từ. Mệt mỏi dễ sợ. Ngủ quá. Được rồi, cũng là mai tôi còn dành dụm được ít tiền. Không có ai ở trong nhà,
mình phải nhanh chóng lấy trộm số tiền đó trước khi bà đi mua gạo. Ăn cháo đi. Dạ, cảm ơn cậu. Cháo ngon quá. Không biết đủ chưa ta? Cháu đi. 1, 2, 3. Ăn cháu đi. Dạ, ngon lắm. Cháu có ngon không bà con? Ngon không? Bà con cứ từ từ mà ăn. Ngày nào tôi cũng nấu cháo đem ra đây nè, để cho mọi người lót dạ. Tuy không có nhiều nhặn gì đâu, nhưng cũng giúp cho bà con á đỡ đói lòng. Ăn đi nghe. Ăn đi. Ngon ha. Dạ, cháu từ từ thôi. Dạ ngon. Đau bụng quá. Trời ơi, cái gì vậy cô ơi? Cô à, cô chuyện gì? Cái gì vậy cô? Nè cô, cô, à, cô. Cô. Sao vậy? Bà ơi, trời. Bà làm sao vậy? Trời ơi, sao vậy? Đứng lên, đứng lên chút xíu đi nha. Sao nãy có chuyện kỳ lạ vậy? Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ gọi thầy Lan đến ngay. Làm sao bây giờ? Chú Hai, chú Hai, đi đi kêu thầy Lan, đi kêu thầy Lan lại đi chú Hai. Dạ, tôi đi rồi. Lẹ lẹ đi chú Hai. Con làm cái gì sai chứ? Mẹ kêu con nấu cháo thì con cũng đã nấu cháo rồi. Còn con đít thì tự nhiên nó rớt vô cái nồi, làm sao con biết được? Con nói vậy mà nghe được sao? Nếu con chịu khó ngồi canh bếp chờ cho cháo nó chín rồi để nắp đàng hoàng thì đâu có gây ra tai họa như vậy. Sáng nay mà thầy Lan không tới kịp là lớn chuyện rồi. Lúc đó tôi cũng sợ đến xanh cả mặt mày luôn đó. Cái chuyện đó cũng chỉ là rủi ro thôi. Sao mọi người cứ phải làm lớn chuyện lên vậy? Vậy phải chờ cho có người thiệt mạng thì lúc đó mới lo hả con? Con á thiệt là vô trách nhiệm và không có lòng nhân từ. Phải, tôi là người vô trách nhiệm và tôi cũng không có lòng nhân từ giống như bà. Tại sao tôi phải lo cho người khác trong khi thân tôi á phải khổ cực như vậy? Bà nhận tôi làm con nuôi, bà có cho tôi được sung sướng ngày nào đâu. Lúc nào cũng bắt tôi làm việc hết. Đã vậy còn bắt tôi phải chăm sóc cái đám ghẻ lở hôi hám ấy nữa. Tôi không cần người mẹ như bà. Tôi thà đi ra ngoài chứ không muốn ở lại đây để suốt ngày nghe bà chửi mắng rồi sai khiến việc này việc nọ. Kể từ đây tôi với bà không còn quan hệ mẹ con gì nữa. Tối rồi, thôi mọi người về nghỉ sớm đi, rồi mai còn nấu cháo. Tôi muốn ngồi đây một mình. Xin phép bà tôi về. Dạ, xin phép bà tôi về. Lòng dạ con người thiệt là khó đoán. À, chuyện của bà Từ đó chứ gì. Tội nghiệp bà, hiền lành, nhân hậu, vậy mà gặp phải đứa con nuôi phản phúc. Người ta đã cu mang mình, lúc xa cơ lỡ giận, vậy mà chứng nào tật nấy. Tôi nghe nói á, hắn còn trộm hết tiền dành dụm của bà Từ nữa đó, rồi nướng sạch vô sòng bạc luôn. Nên bây giờ trắng tay hết rồi. Hạng người gì mà xấu xa. Mấy người lấy cái quyền gì mà phê phán ta chứ? Ta xấu hay tốt liên can gì mấy người? Đã bị như vậy còn chưa tỉnh ngộ, còn rượu chè be bét nữa, riết rồi hết thuốc chữa. Thôi mình đi mau đi. Đừng có dây dưa với cái loại người này. Thôi mình đi. Cút, cút ra đây. Tự giúp ta được một chút hay lắm sao? Đình như mà mới giờ này đóng cửa rồi, còn kiếm cái gì đó ăn lóc dạ còn không có nữa. Nè,
Bên đây có cái miếu, chắc là sẽ có đồ cúng. Qua đó kiếm cái gì lót dạ thôi đó. Không có cái gì ngoài cái tô cháo hỏng này. Ta đi đến bước đường cùng này chẳng phải là lỗi của cha mẹ ta sao? Là do họ chết sớm nên không có ai lo lắng cho ta, bởi vậy ta phải chịu cực khổ đủ điều như ngày hôm nay. Cao lương mỹ vị ngày xưa ta còn không thèm đụng đũa tới, vậy mà bây giờ ta phải ăn tô cháo hầm này sao? Ăn cái tô cháo này ta lại nhớ cái bà mẹ già nuôi của ta. Bà ta chỉ cứu mạng ta bằng một chén cháo, vậy mà bà tự là to tát lắm. Càng nghĩ ta càng tức. Cả cái làng này ai cũng vậy hết, họ chỉ biết mắng chửi ta, chửi ta là đồ giống ơn bội nghĩa, còn tỏ thái độ khinh khi ta. Nếu như là trước đây, ta sẽ cho người đánh chết hết. Còn ông làm cái gì mà trừng mắt nhìn ta? Ông nhìn ta vì ta đang ăn chén cháo hẩm của ông hả? Ông nhìn ta làm cái gì? Ông muốn ta mang ơn ông sao? Đừng có hòng! Ta không mang ơn ai hết. Tên kia, ngươi quả là một tên ăn cháo đá bát. Cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ngươi chưa một lần báo hiếu. Ai nói gì đó? Ân nhân của ngươi, ngươi lại không báo ân. Ai đó? Bản thân ngươi chỉ biết oán trách người khác, không chịu nhìn nhận cái sai của mình. Đừng có hòng hù dọa ta. Những việc ngươi làm không thể dùng thứ được. Ta không sợ đâu. Bây giờ ta sẽ trừng phạt ngươi. Cuộc sống luôn tồn tại quy luật nhân quả. Người thấu hiểu đạo lý, sống tốt và sống đúng với lương tâm sẽ không bao giờ thấy hổ thẹn với đời. Còn kẻ vong ân ắt sẽ nhận lãnh một cái kết thật đích đáng. Vậy tôi nhìn nó là tôi tính tới cái chuyện đại sự. Chuyện gì đại sự? Đây nè, tôi tính vậy nè. Nín đi. Ông có biết là đi làm đám cưới cho nó như vậy đó là tốn biết bao nhiêu tiền của tôi không? Bởi vậy bà không có biết cái gì hết đó. Thà tốn một lần, chứ nó lớn vậy rồi, nó ở với mình hoài có gì sao nặng, đúng không? Bà ừ. Phải biết làm sao á, thả con tép nó đi, mình bắt lại con tôm. Có gì đâu khó. Thì bây giờ đó, ông đuổi cổ nó ra khỏi nhà coi như xong. Nếu mà nói như bà thì còn cái gì nữa đâu. Làm vậy quá đơn giản rồi. Mà nếu mà mình làm vậy á, bà con chòm xóm người ta nhìn vô,
người ta chửi thôi à, cũng đủ mạt. Thôi, kêu ra nói chuyện coi. Ba à, ra anh chị nói chuyện cái gan. Dạ em ra liền. Dạ anh hai. Ờ anh hai nè, công nhận á ruộng nhà mình tốt thiệt á. Em á chỉ mới trồng thâm canh thôi á, mà nào là lúa nè ngô đó, cái nào cũng tốt. Đây nè, anh chị kêu chú ra đây á là để nói cái chuyện đại sự. Còn dạ, mấy cái chuyện đó chỉ là cái chuyện cỏn con thôi đúng không bà? Anh á, là anh lớn trong nhà. Dạ. Mấy cái chuyện mà vườn tược á là anh là phải có trách nhiệm bảo quản và chăm sóc. Lo là lo cho chú kìa. Lo cho em hả anh? Ủa mà lo cho em mà lo cái gì anh? Trời ơi, cái chú này sao không biết gì hết trơn á. Chú đã lớn tới gần này rồi, ở miết với anh chị vậy coi sao nó đặng. Ờ, trai lớn là phải thành gia lập thất, vậy mới nở mặt nở mày với đời. Ý của chị là sao em không hiểu? Trời đất ơi, ý quá rõ rồi còn cái gì nữa. Đây nè, anh chị á là thương chú. Dạ. Cho nên mới tính chuyện mà cưới vợ gả chồng cho chú. Để mà phấn đấu với người ta. Dạ thú thiệt với anh chị là em chưa nghĩ tới cái chuyện lập gia đình à. Thôi trời ơi, giấu kìa bà. Đừng có giấu anh. Dạ. Anh nhìn là anh biết hai đứa có tình ý rồi. Đây nè, anh nói cho chú nghe. Con Mận á, nó mồ côi từ nhỏ, nhưng mà ăn ở trong nhà thấy nó cũng hiền lành, tốt bụng. Đúng bà? Đúng rồi. Anh thấy là hai đứa là xứng đôi lắm á nghe. Dạ. Chê cái gì nữa. Thú thiệt với anh chị á, thì em cũng rất có tình ý với Mận. Vậy là được rồi. Nó thừa nhận thôi kìa. Nhưng mà lập sao? Gia đình rồi tụi em ăn ở thì sao, rồi mọi thứ em cảm thấy chưa tốt cho nên em chưa nghĩ tới. Đâu có đâu đúng không bà? Đây nè, nhà cửa anh chị bề thế cơ ngơi như vậy thì chú cứ lo gì, chú cứ lập gia đình đi. Rồi ra riêng anh chị chia cho ngó tài sản đúng không bà? Có gì nữa. Anh nói thiệt không anh? Thiệt chứ sao không thiệt. Lớn mà đi gạt tụi bay làm gì. Ừ, dạ em cảm ơn anh chị. Để anh chị kêu con Mận nha. Kêu nó ra tụi nói chuyện coi. Mận à, ra cậu mở biểu ấy coi. Dạ. Dạ. Dạ, cậu mở gọi con. Trời ơi, giờ này còn kêu cậu mở gì nữa. Sắp sửa thành người một nhà rồi. Đổi cách xưng hô đi nghe. Tôi xin lỗi Mận. Tại vì anh hai với chị hai kêu ra gấp quá rồi tôi chưa kịp hỏi ý kiến của Mận. Hỏi gì nữa hỏi. Hồi nãy giờ núp ở trong nghe hết trơn rồi chứ gì. Mận, chịu dạ. Phải không? Dạ. Chịu phải không? Dạ, tùy anh thôi ạ. À. Vậy là vui rồi. Vậy là vui rồi. Hai đứa cũng coi như là xong xuôi rồi. Dạ. Mai mốt anh chị chia tài sản cho. Rồi vài bữa nữa ra mắt họ hàng rồi anh chị công bố luôn nha. Dạ, dạ. Sao cũng được mà anh. Đối với em, anh là quyền huynh thế phụ mà. Anh tính sao cũng được hết ạ. À. Anh ơi, không ai mà sướng như hai đứa hết trơn hết á. Trời ơi, được anh chị lo hết từ vậy đó. Mới cưới nhau à, mà có tài sản ra riêng rồi à. Anh hai chị hai thiệt là cạn tình cạn nghĩa. Nghĩ sao mà bắt vợ chồng mình dọn vô cái túp liều tranh này không biết nữa. Nhà cha mẹ để lại thì rộng thênh thang, đã vậy còn lấy hết ruộng vườn. Chỉ để lại cho hai vợ chồng mình cái mảnh vườn cằn cỗi như thế này thôi. Thôi, bây giờ có chỗ đi ra đi vô gì là vui rồi. Hả? Nè, em nhìn đi. Cũng may là còn cây khế này thấy chưa. Mình bây giờ mình cố gắng chăm sóc cho nó là sao cho thật tốt. Chẳng mấy chốc á, hoa quả đầy lên. Rồi lúc đó mình thu hoạch, cái mình đổi lấy lúa, nên mình sẽ có dư thôi đúng không? Nói gì thì nói, em cũng giận anh chị hai hết sức á. Em thấy có tốt gì đâu. Cây khế
chứ không phải là vàng đâu mà anh mừng dữ vậy. Thôi, em đừng có như vậy nữa. Bây giờ mình phải cố gắng làm cho thật tốt, chứ ở đó mà than thân trách phận với ai nữa. Đi đâu hết rồi ta? Rõ ràng là do chuyện ăn khê trả bàn mà. Kỳ ghê, chẳng thấy đứa nào xuất hiện hết. Dăm ba bữa nữa là có thể thu hoạch được rồi. Cũng nhiều rồi nha, mấy thúng à. Vậy là vài ngày nữa vợ chồng mình có thể đem khế rồi để mình đi lại với người ta. Thôi, bộ đồ này còn tốt mà. Mình lo cho mình đi. Bán xong á lấy tiền mai một bộ đồ thật là đẹp cho bằng chị bằng em. Thôi, em thấy ngày giỗ cũng sắp đến rồi. Mình ít nhất thì mình cũng phải có con gà hay là chai rượu đem qua, chứ nếu không anh chị hai trách móc đó. Anh biết rồi. Thôi đi vô. Ở đây á mà coi cái khế riết á là nó rụng hết luôn á. Chuối, bò, bất khả ăn đi em. Chết cho quá à. Ngon ngon mầm mầm. Muốn ăn mấy cũng được đúng không anh Bình? Không ăn thì bớt xuống, quăng xuống dưới đi. Tuy là tí thật á, nhưng mà quậy vậy mới đúng. Trời ơi. Đi đi. Quả ơi, đi đi. Quả, quả. Tao xin tụi bay mà. Tụi bay đi đi, đừng có quậy cái khế của tao. Quả quả quả. Ngon ngon, ăn ăn. Quả ơi, quả. Tao xin tụi bay mà. Tao xin mà, tao quỳ tao lại tụi bay nè. Bay ăn đi, ăn nhiều nhiều thôi, đừng có phá cái khế của tao. Tao có một cái khế đi xin nhai thôi đó. Trâm lại ông quả, ngạt lại ông quả. Ông ăn no rồi, làm ơn đi giùm tôi đi. Vợ chồng tôi nghèo lắm, chỉ trông mong vào cái khế này thôi. Xin các ông làm ơn đi giùm cho. Sao đi mình? Vậy là hết rồi. Nó phá như vậy là hết rồi. Quả, quả, quả. Ăn một trái khế, trả một cục vàng. Tháng tuổi ba vàng, mang theo mà lớn. Quả, quả, quả. Nhớ chưa? Bọn ta sẽ quay lại, chuẩn bị đồ nghề đi. Biết chỗ không mà đưa đi hết trời. Bên kia ngọn núi chắc luôn, giờ đi coi nè. Hay quá, mình bay với chim vậy đó. Nó quay lại cho mình. Túi đâu anh chị? Đây, túi đây. Quả, quả, quả. Sắp tới giờ khởi hành rồi. Mời quý khách lên máy bay. Quả, quả, quả.
Mình ơi, hay là thôi, hai vợ chồng mình làm lụng kiếm sống qua ngày được rồi. Chứ tự nhiên mình đi lấy cái của ở đâu đậu đâu đâu á, em lo lắm. Đến giờ khởi hành rồi anh chị ơi. Cái này là quà ăn khế trả vàng mà, có cho không đâu mà chị ngại. Thôi đi nào, Bình chở nghe Bình. Vậy á, vòng về là việc chở nha. Vui cái gì? Bên phải, bên trái, nghiêng bấm bên đâu đâu. Kỳ vậy, cả đám đi hết, cứ mình tôi lại thôi chứ. Bộ ông tưởng đi vui lắm hả? Bay tới bay luôn muốn rã cái cánh luôn á. Ăn khế ê hết hàng răng luôn à. Chứ ông không thấy, ông đang cầm cây phất trần chặt hừ đó sao? Chuyện này đâu có cần bột đâu ra tay. Trời, vậy hả? Giờ mới được nghỉ giải lao nè. Nhưng mà nghe nói tí hồi phải chở thêm ông tham lam nữa đúng không Việt? Phải rồi, ông này sẽ mang nặng gấp 5 chuyến vừa rồi. Chết rồi, vậy sẽ là... Trời ơi, sao mà nó đẹp quá vậy nè. Ông ơi, ông ơi, trời mấy cái bình này mắc tiền lắm nha. Bên nhà mình cũng không có nổi nữa đó nha ông. Trời ơi. Nói nghe nè. Hả? Tôi thấy lạ lắm á nghe. Sao? Cách đây mấy bữa, hai vợ chồng nó còn khô rách áo không? Sao tự nhiên bây giờ lại giàu lên vậy? Đúng không? Có cái chuyện gì nó mờ ám ở đây. Làm anh mà để cho thằng em nó qua mặt như vậy đó, tệ hết sức là tệ à. Cái bà này tôi... Ủa anh hai, chị hai. Trời đất ơi, anh chị qua đây không nói em trước một tiếng. Em kêu tụi nó ra đón anh chị. Đi ngồi 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 đi anh chị. Ngồi. Vậy mà tôi tưởng vợ chồng chú thím không có nhớ vợ chồng tôi chứ. Tinh ơi, nhà chú thím rộng quá, cao quá, sang trọng quá, chị đi bị lạc luôn vậy đó. Lạc luôn vậy đó. Lạc. Nè anh chị cứ nói như vậy hoài. Em á với vợ em nó qua nhà anh chị biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mời anh chị qua đây chơi với tụi em mà anh chị có chịu qua đâu. Trời đất ơi. Qua nhà nó làm chi? Tôi tưởng nó còn ở trong túp liều chanh. Qua bển mắt ông nó níu áo kéo lại rồi chia nhà làm sao đúng không? Sao anh? Ừ không có gì. À, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Ơi nhìn cơn ơi chú thím vậy thì vợ chồng tôi cũng mừng cho chú thím. Đúng bà. Mừng quá, chị mừng rớt nước mắt luôn vậy đó. Gia đình mình có phúc lắm nên mới được vậy. Mà cha mẹ thì để lại cho chú hết rồi. Cha mẹ ơi. Nè. Dạ. Chú nói thiệt cho tôi biết đi. Dạ, dạ sao ạ? Cha mẹ để lại tài sản cho chú trước rồi phải không? Mấy hũ vàng? Dạ. 9 hũ, 10 hũ à? Dạ,
phải không? Dạ. Chứ sao? Dạ không đâu anh ơi, chuyện đơn giản lắm anh à. Chuyện sao? Mà không biết nói ra anh có tin hay không nữa. Tin chứ. Cứ nói. Cái người trong làng này á là em nói không ai tin hết. Vậy hả? Thì giữa anh em ruột thịt mình á thì em cũng không có gì giấu anh chị đúng hết. Đúng rồi, giấu một chi. Cái chuyện là như vậy nè. Vậy chứ sao anh? Tôi hỏi chú nè, tại sao chú Mai có 3 gan, tại sao chú hôm nay 10 gan hay là 30 gan? Hả? Trời đất ơi, chú dạ. Chú ngu thì chú cũng ngu vừa phải thôi, chú ngu từ trong nhà ra ngoài đường vậy, hả? Dạ thì em á, ăn học không tới nơi tới chốn cho nên anh chửi em ngu em chịu chứ anh hai, em không biết sao hết anh hai. Thôi. Dạ. Chú dẹp cái chuyện đó qua một bên đi, chú đừng có nói với tôi như vậy nữa. Tại vì tôi thương chú cho nên tôi mới nói như vậy, đúng không bà? Đúng rồi, chú cũng biết tính tôi mà. Nghĩ sao là tôi nói như vậy? Tôi là người mà ruột để ngoài da mà, đúng không bà? Đúng vậy. Trời đất ơi, cha mẹ ơi, sao tự nhiên con nhớ cha mẹ quá à? Thôi tôi nhớ quá, tôi biết, tôi mà nhớ quá bà ơi. Tôi biết con người ông, tôi ở với ông lâu nay, tôi biết. Thôi thôi, chị nói cho chú với thím nghe. Anh của chú thím á, thấy vậy chứ không phải vậy. Thương lắm. Đêm nào ngủ cũng đâu có yên giấc. Ta nói phần lo nghĩ cho chú thím, phần thương nhớ cha mẹ, rồi phần thì nhớ về cái căn nhà cũ có cây khế. Thương lắm. Anh chị, nhắc tới cái nhà đó thì ở đó em cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Em quý căn nhà đó lắm cho nên không nỡ bán, quyết định giữ lại đó làm kỷ niệm luôn. Đúng rồi, phải vậy chứ. Dạ. Giữ lại mới vẹn toàn tình nghĩa chứ. Dạ đúng rồi anh. Mà nói gì nói chứ, sao tự nhiên tôi nhớ tên cảnh hai vợ chồng mình ra ngồi ngay gốc cây khế. Nhớ quá bà ơi. Anh hai. Hả? Thì á, khi nào anh nhớ thì anh chị cứ ra ngoài đó chơi đi, căn nhà vẫn còn nguyên mà. Chú nói đó nha. Chính miệng chú nói nha. Dạ. Chú cho vợ chồng tôi cây khế đúng không? Trời đất ơi anh hai nè. Thì căn nhà đó, cái mang tiếng á là để lại cho em rồi. Nhưng mà cái đó là của ba mẹ mà, của em cũng như là của anh thôi. Đúng rồi. Đó giờ anh cũng có quyền ra ngoài đó. Cái cây khế mùa này có mùa khế không? Có mùa khế. Trời đất ơi, nó linh láng luôn. Cây khế là trái không. Đi. Anh chị về nha. Thôi nha. Cây khế. Anh chị ơi. Dẹp ui, gì đâu mà nặng chết vậy. Đè lên ta. Đi vô đi. Vô cái gì? Cách có chừng nào nó tới. Trời ơi, chừng nào nó tới. Hay đứng đây nó sợ, nó không có vô. Đi vô. Đi vô đi, bà đứng đây bà trộn rộn vậy. Rồi tụi nó thấy bà xuống vậy, tụi nó sao dám xuống. Đi vô đi. Quá quá. Quá quá. Trời
ơi, Quả ơi, tụi bay ở đâu xuống đây ăn khế giùm tao cái đi. Quả, Quả. Ê, bà làm gì vậy? Hay quá ha. Ông kêu tôi vô đó một mình ra đây hả? Lỡ mà Quả nó bay tới, nó thả vàng ông cưỡng một mình ông hả? Cái tâm địa của ông ghê thiệt ấy. Bà nghĩ đi đâu vậy? Thì tôi lấy được vàng thì cũng gia đình mình xài chung chứ bộ. Mà ông nhìn lại ông coi kìa. Gì? Ông nhìn lại ông coi. Đã nói là ra đây ngồi than thở, nghèo khổ để cho Quả nó tính ăn khế nó trả vàng. Mà tên nó nhìn kìa, nhìn mặt cái bộ đồ kìa, trời ơi, tím là tím lửa luôn vậy đó à. Rần rần vậy đó, tím liêm luôn vậy đó. Thì làm sao mà nó cảm động, nó tin được. Trời ơi, tên nó đây là Quả thần, chứ đâu phải Quả nó ngu như thằng em ông ở nhà đâu. Hả? Vô kiếm bộ đồ nhà nghèo coi. Ờ, có lý có lý. Tụi bà vô đi. Đi. Đi 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 đi. Quả ơi, Quả ơi. Quả ơi. Ôi, mệt quá. Thôi, bay tới làm nhiệm vụ đi. Cái ông già mập thù lù, thấy ghét. Em không ăn khế ở đâu. Ấn đó. Thôi, bay tới đó quậy đi. Không ăn thì không ăn. Quả, 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 quả. Ủa, sao kỳ vậy? Tụi mình là quả chứ không phải ông bả là quả đâu. Gì vậy? Nó quả hay ông quả? Nó quả. Nó quả ông làm tôi tưởng ông quả đó. Quả, quả ơi, quả ơi, bà tới ăn khế hả? Quả ơi, quả ơi. Quả ơi, quả ơi, vợ chồng tao nghèo lắm, có cây khế này để sống qua ngày. Tụi bay đừng có ăn hết. Thôi, lấy khế chọi ổng bả đi. Chết nè. Mấy con quỷ kia. Chọi đúng chưa? Chọi vừa phải rồi chứ. Làm gì dữ vậy? Chọi xem chọi vàng lại hả? Nghe tao hỏi nè, mày tốn mấy vàng? Quả, quả, quả. Ăn một trái khế trả một cục vàng. Tuổi ba vàng mang theo mà lớn. Gì? À, mai tui 10 gan. Cái gì vậy đi? Chờ chút, chờ chút, ta chưa có lấy hết mà. Thả vàng ra đi chú ơi, nặng lắm mà. Chú ơi chú, thả bớt vàng ra đi chú, thả bớt vàng đi chú. Thả ra đi em ơi. Chú, bỏ bớt vàng ra đi. Ừ, thăm thì thăm đó, chú nhớ không? Mày điên hả? Biết bao giờ tụi bay mới trả tao lại chỗ này? Thầm mơ, có chết tao cũng không bỏ ra nữa. Trời, nặng quá. Ê, ê, sao mày nghiêng như vậy? Hả? Vàng của tao kìa. Vàng. Vàng của tôi. Xuống đi, em đổi cho. Em làm không nổi đâu, cứ để cho anh. Xuống nghỉ chút đi, anh cũng đuối rồi đó. Phải tranh thủ chứ, trời sắp tối rồi. Cơm tới rồi, anh tới ăn cơm nè. Anh, cơm tới rồi kìa. Thank you.
cơm nóng cá nướng. Vợ anh đúng là biết chiều chồng nha. Ai nói là chiều anh hồi nào? Cái này á là em làm cho anh Nghĩa, tại vì anh Nghĩa thích ăn, cho anh ăn hồi nào. Làm bộ. Anh Nghĩa nghe chưa? Làm cho anh Nghĩa ăn đó. Cái gì cũng anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Chứ việc nặng anh làm hết rồi, phải để đồ ăn ngon cho anh chứ. Vợ anh á, chỉ được cái nói đúng mà. Em coi đi, anh năn nỉ hoài, ảnh không chịu xuống. Em vừa mới tới, anh tuột xuống liền à. Đồ ăn tới mà không leo xuống thì đói sao hả anh? Thôi, anh ăn đi. Ngày mai á, anh muốn ăn gì để em làm cho. Trời ơi, cái cô này làm tôi tức chết quá. Không hỏi chồng ăn gì mà cứ hỏi người ta ăn gì không à. Thôi được rồi, ăn gì cũng được mà, bày vẽ làm gì. Vậy đâu có được, anh làm mệt mỏi phải ăn đàng hoàng. À, gà xé được không? Mà anh thích ăn gà xé chấm mắm hay là chấm muối? Vợ à. Dạ. Anh thích ăn cái gì? Anh đó hả? Em đâu có biết đâu. Ừ, gì kỳ vậy? Không biết nè. Thôi cơm đi. Dạ. Làm ơn đi, đừng có chăm đông ta từng ly từng tí nữa. Đừng cười nữa, ta sắp chịu hết nổi rồi. Ăn đi anh. À, lái gỗ á, gửi tiền cho anh nè. Vậy tốt quá, giữ lại một ít lo cơm nước kỳ tới thôi, còn lại á đưa cho anh Nghĩa hết. Ăn đồng chi đủ, trước sau thì bây giờ như vậy, sao tự nhiên bây giờ người ít người nhiều. Em đâu có nói là đưa luôn cho anh đâu. Dạ. Vợ chồng em á có chỗ che nắng che mưa rồi. Anh lo gom góp một ít mua vật liệu đi. Hai anh em mình sẽ dựng cho anh một ngôi nhà ở trong sân nhà em. Có gì anh còn lấy vợ nữa chứ. Cha mẹ để lại cho em đất ở có hết đâu. Hai anh em mình ở chung, tối lửa tắt đèn có nhau, chừng nào có dư trả lại. Có sao đâu. Đúng rồi đó anh. Bây giờ tới lúc á, anh cũng cần phải có người nâng khăn sửa túi cho anh rồi. Hay là anh thích ai em làm mối cho, đúng không mình? Làm sao để tôi nói với em là người tôi muốn nhất đã là qua có chủ rồi đây. Em làm ảnh ngớ người ra rồi kìa. Dĩ nhiên lấy ai á phải biết tâm ý của ảnh, giống như là em vậy đó. Cái này là chuyện nhỏ mà. Anh biết sao không, khi nào có một người nào đó thương anh á thì người ta sẽ chăm sóc cho anh gấp ngàn lần luôn á. Nói gì thì nói, kiếm được người vợ như vợ anh khó dạng lần luôn. Thôi đi, ảnh vừa cao to đẹp trai lại giỏi giang nữa. Ảnh mà lấy vợ á, vợ ảnh sẽ đẹp gấp trăm lần vợ anh á, anh đừng có tưởng. Có đâu ha. Ăn cơm đi. Nè anh. Tôi ăn xong rồi, hai người ăn đi. Ủa? Anh ăn gì lẹ vậy? Anh ăn mới có chút xíu mà. Anh Nghĩa. Tôi ăn no rồi, hai người ăn đi. Hay là em lỡ lời làm ảnh giận? Không có đâu, chắc là ảnh muốn vợ rồi đó. Hỏi cơm đi. Dạ. Đó, anh nhìn đi, em thấy chỗ này được nè. Vừa thoáng đãng mà vừa lại cách ra, thành ra chung mà vẫn riêng. Mình đắp đất lên cao thành một nền nhà nhỏ nhỏ. Chỉ sợ phiền vợ chồng chú thôi. Anh đừng có ngại, có gì đâu mà. Anh em với nhau không à, khách sáo làm cái gì. Bây giờ mình dựng nhà tre vách nứa, sau này dành dụm được rồi á, cái mình dỡ ra cất lại đàng hoàng. Nhưng mà anh đừng có ngại, không có anh choàng việc cho vợ chồng em á, làm sao tụi em á dựng được ngôi nhà này. Anh nghĩ coi, bây giờ nè, anh lấy vợ ha, xong rồi cái anh sinh con, rồi hai nhà mình qua lại vui biết chừng nào. Ủa, định cất bên đó hả anh? À, vợ. Ờ, em thấy được đó. Thôi bây giờ hai anh em vô ăn khoai nè. Mình vô thôi anh. Nè anh Mình ơi. Dạ. Cái chuyện mà hôm bữa mình nói cô Thắm sao rồi? Trời, chút xíu nè em quên rồi. Em thấy chị Thắm làng bên á thích anh Nghĩa lắm.
mà em thấy chị Thắm cũng xinh đẹp, giỏi giang nữa. Ừ, tôi có mối rồi. Hả? Có mối nào sao em không biết? Ừ, bị chuyện em đúng không? Tối ngày ở trong rừng, về nhà có hai thằng được rượu à? Có gặp ai mà có mối? Phải đó, mà em thấy anh không ưng chị Thắm chỗ nào. Tuy không sắc nước hương trời, nhưng mà chị... Anh đã có mối rồi. Và nhất định anh sẽ cưới bằng được người đó. Vậy thì mừng cho anh quá. Nhưng mà bữa nào anh dẫn chị ấy tới đây để cho tụi em gặp mặt nha. Mà ai vậy? Sao em không biết vậy? Ai á, rồi sẽ khác biết thôi. Đợi cất nhà xong mới nói đúng không? Ông này ghê thiệt, kính tiếng dễ sợ. Ừ, anh có nghe tụi thiệp phu nói là ở trong rừng có một cây vàng tâm lớn lắm, mấy người ôm không xuể. Nếu chúng ta có được cây đó, tha hồ bắt giặc bọn lái. Vàng tâm mấy người ôm sao? Vậy là mình phải vô rừng sâu lắm á. Nhưng mà mình đâu có được. Chưa tính á, lúc mà mình vận chuyển ra ở chốn rừng sâu, lỡ như gặp thú dữ thì sao? Giữ tính mạng mình quan trọng hơn. Nếu chúng ta không vào rừng sâu thì làm sao có được gỗ quý chứ? Anh nghĩ nói đúng. Hay là anh em mình đi một chuyến coi sao? Mốt về già có chuyện ly kỳ kể con cháu nghe chơi. Đợi mốt già mình muốn đi cũng đâu có nổi đâu. Mình à, không có được đâu. Em sợ lắm. Mình à, tôi đi hai anh em chứ đâu phải mình đơn đâu à. Nè, kỳ này tôi về, tôi sẽ mua cho mình chuỗi ngọc lam mình thích nha. Nha. Đêm qua em mơ thấy điềm xấu. Mình cứ lo nghĩ dớ dẫn không à. Không có sao đâu. Kỳ này về tôi sẽ có chuỗi ngọc cho mình đeo. Em không thích ngọc đâu. Em nói thiệt đó. Hay là mình đừng đi nha. Em linh cảm lần này không có tốt. Không có sao hết mà. Bộ mình quên á. Tôi với Nghĩa là cao thủ, là đánh chúa sừng lâm sao? Ai cũng phải sợ hết. Nhớ không? Mình đi thôi anh. Anh đi nha. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nghe không. Thôi hai anh đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu như thấy đường xấu quá thì hãy quay lại nha. Đúng là ra đường gặp đàn bà mà, chưa đi đã cản rồi. Thôi cười lên cái, cho anh em tôi lấy hên coi. Em đừng có quá lo. Chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó mà. Chắc chắn là ưng sẽ gì. Nghe lời anh dặn, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi đây. Mình đi thôi. Mình phải dừng lều nghỉ chút xíu đi. Ráng đi, sắp tới rồi. Kiểu này á, chắc còn xa lắm. Không biết chừng nào mới tới được. Hay là mình đi lạc rồi? Không, mình không lạc đâu. Ở đây không có vực. Ừ, là sao? Cái cây đó nằm ở hướng nào? Mà sao anh nói giống như anh biết chắc đường vậy? Ừ, anh biết đường mà. Hả? Anh biết đường hả? Ừ. Mà thôi, nghỉ chút đi. Coi lấy cái gì ra ăn cái đã. Vậy có được không? Mệt muốn chết mà thấy anh đi xăm xăm em đâu dám nghỉ đâu. Mà anh nói biết đường là sao? Trước khi đi á, anh có hỏi mấy người tiều phu phải không?
Không phải là không biết trước, mà là phải tính trước. Mình đi đâu làm gì thì phải biết trước chứ. Nè, anh đang đi. Anh không đói đâu, em ăn đi. Dạ. Rồi anh nói tính là tính sao? Ông nói em biết gì hết trơn à? Hồng biết có chuyện gì không? Mà sao trong ruột trong gan cứ nóng lên? Lần này biệt tâm vô tính, hỏi ai cũng không gặp hết. Mỹ, Mỹ ơi, Mỹ. Hai anh về rồi đó hả? Em mừng quá, sợ hai anh có chuyện gì. Ủa, chồng em đâu rồi? Không có gì đâu, em đừng có lo quá. Mấy bữa nay mắt em cứ giật hoài à, em sợ quá. Chồng em đâu anh? Mỹ à, tụi anh đi lạc, càng đi thì càng không biết đường. Anh cứ năn nỉ nó về mà nó không chịu. Nó cứ nặng nặng đòi phải chặt cho được cây vàng tâm để mua cái gì đó cho em. Em đã nói là không cần ngọc ngà châu báu gì, mà sao cứ gàn hoài không biết nữa. Rồi anh chiều lòng nó, rồi anh mới đi với nó. Tới khi đến nơi thì không thấy có cây vàng tâm, rồi tụi anh quyết định đi về. Vậy cũng tốt. Nhưng mà chồng em đâu rồi? Sao anh về có mình anh vậy? Anh có nói với nó là cứ về nghỉ với vợ một vài ngày để cho em bớt lo lắng. Rồi nó nói là nó phải theo đoàn thương lái về mặn được tìm gỗ. Rồi có gì á sẽ bắn tin cho anh hay sao? Thiệt cái ông này, mãi quá anh chi không biết nữa. Thôi cũng mừng, không bị cái gì là mừng rồi. À, mà em có gì ăn hay không? Anh đói bụng quá. À, anh vô nhà đi, em dọn cơm cho anh ăn. Mà anh cười vậy? Anh không. Chỉ là về nhà anh thấy em cúng thôi. Anh chưa vợ con mà thấy vậy. Còn cái người kia, vợ chờ từng ngày mà không biết. Đúng là vô tâm mà. Chắc là nó muốn mua cái chuỗi ngọc cho em sớm thôi mà. Thì em cũng biết vậy. Em nói vậy thôi, tại em nhớ anh quá. Thôi, anh ăn cơm đi. Nhìn món ăn hấp dẫn quá. Em đó, đúng là nấu ăn lúc nào cũng ngon nhất. Chưa đâu, người nào mà anh thấy thương á, khi nấu cho anh ăn, anh mới cảm thấy ngon nhất. Anh ăn đi. Người đó đang ngồi trước mặt anh đây. Ít thời gian nữa thôi, em sẽ hết cũng được. Mỹ, để anh làm cho. Sau này á, mấy cái chuyện nặng nhọc như vậy cứ để cho anh làm. Tin của ảnh chưa? Thực ra thì có tin gì không anh? Anh có ra bến tàu, mấy chiếc đi mạng ngược cũng đã về tới hết rồi, nhưng mà không thấy tin báo nào. Vô quý bây giờ chắc cũng hiếm, chắc là ơn nó tìm chưa ra thôi. Lạ thiệt, hồi trước đi đâu là báo, mà bây giờ đi lâu quá mà cô không nhắn cho em một tiếng để em yên tâm nữa. Sao kỳ vậy ta? Đàn ông có vợ rồi á, đủ thứ lo. Chắc là ân lo xa thôi mà. Anh đó, lúc nào cũng nói cho ảnh hết. Nhưng dù sao có anh đi theo em cũng yên tâm.
Anh mà biết nó đi lâu như vậy á, là anh đi theo nó luôn rồi. Mấy bữa nay á, bạn qua nó rủ đi rừng, nhưng mà anh đi á thì sợ nó nhắn về bất tử. Nhưng mà ở nhà chợ á, thì không biết là chừng nào nó về. Thiệt, không biết sao luôn, làm lỡ biết bao nhiêu công việc của anh. Nhiều khi á, em thấy ảnh quá may mắn khi có được người bạn như anh. Anh lo cho ảnh còn hơn anh em ruột thịt nữa. Chính vì vậy mà bây giờ á, ở trong nhà có gì chị nặng nhọc em cứ để cho anh làm. À, sao anh không tranh thủ dựng tiếp nhà đi, làm tới đâu thì hay tới đó. Còn có gì nặng á thì để chồng em về có gì phụ cho, hay là những chuyện nhỏ em phụ anh. Thôi, đâu có gì gấp gáp đâu, cứ để đó, chứ bây giờ làm lỡ dở thì lại mất công nữa. Dạ. À, có cái khung cửa này nè, để bữa nào anh rảnh á anh đóng cho em cái mới luôn ha. Cũng được, anh nói là anh đóng cho em đó, nhưng mà bây giờ chưa làm được nữa. Từ nay anh sẽ thay nó làm mọi việc cho em, cho tới khi mà anh làm cho em quên tiệc nó đi. Chợ hả? Dạ. Lóng rài có nghe tin tức gì của thằng Ân không? Dạ không cô ơi, con cũng trông quá chừng luôn. Không nghe tin gì hả? Cô nói con nghe này, mày nghe rồi bỏ nha. Tại vì con nghe người ta nói rồi, cô nói là cho mày biết thôi. Dạ có chuyện gì vậy cô? Trời đất ơi, ở ngoài người ta bàn tán á, cái chuyện thằng Ân nó đi. Tao nghe người ta nói Cô, có chuyện gì vậy cô? Người ta nói là gặp thằng Ân á, cặp kè với nhỏ nào ở vùng biên á. Chắc là không phải đâu cô ơi, chồng con đối với con á một lòng một dạ mà, làm gì có chuyện đó. Tao nghe người ta đồn vậy thôi, tao nói là cho mày nghe, chứ không có lửa làm sao có khói. Giờ cô hỏi con nè, nó mà không có con khác á, làm sao mà nó bỏ nhà bỏ cửa đi biền biệt. Nó biết rõ ràng trong nhà là có thằng Nghĩa trong nhà, lửa gần rơm á, lâu ngày phải bén. Cô nói vậy là sao, làm gì có chuyện đó? Tao thí dụ vậy thôi. Nhưng mà con nghĩ đi, nhìn thằng Nghĩa đi, trời đất ơi, nó cao lớn đẹp trai mạnh khỏe, cái gì nó cũng biết làm. Nói mày đừng giận chứ, cái gì nó cũng hơn thằng Ân một nấc hết trơn á. Mày nói nó không có con khác làm sao mà nó bỏ đi biền biệt vậy được? Cái này là cô thương con, cô mới khuyên con. Cái thằng Ân nó đã không biết thương con á thì con phải tự biết thương mình đi. Chứ cô thấy thằng Nghĩa nó được á, nó lo cho con cả năm nay rồi còn gì nữa. Thôi cô đừng có nói nữa, con là gái đã có chồng rồi, nay mai chồng con sẽ về thôi. Con đi trước đây. Nè, cái này cô thương con, cô mới khuyên thật lòng. Con gái có lứa có thì, bây giờ mày còn xuân sắc mày không lo thân, rồi mai mốt quá tuổi xuân nó qua đi rồi hối hận không kịp á. Ta nói vậy rồi suy nghĩ đi, nghe không? Thank you.
Vy, em sao vậy? Người ta nói thấy anh Ân đi với người đàn bà khác ở vùng biên. Vùng biên? Sao cái tay lái gỗ nói danh là lợn đi buôn mà? Không lẽ nó lại tung tin để đánh lạc hướng mình? Em trước giờ sống chết với anh như vậy, vậy mà anh... Em bình tĩnh đi. Vậy là một trong hai người phải có một kẻ nói láo. Nhất định em phải hỏi cho ra kẻ nói láo đó là ai. Mỹ, khi mà chưa biết thực hư mọi chuyện như thế nào, em đừng nên nghĩ xấu cho thằng Ân. Đời này kiếp này, làm sao mà anh kiếm được người bạn tốt như anh? Vậy mà anh không biết quý, bỏ bạn đi biệt tâm. Phải nói là bỏ một người vợ như em mới là đáng tiếc chứ. Anh lúc nào cũng nói tốt cho anh. Thôi để em vô nấu cơm, nhà cũng không còn gì ăn. Anh chịu khó nha. Sao lại chịu khó chứ? Ở đây anh có một ít tiền, em cầm lấy đi chi tiêu. À, anh còn mới săn được một con heo rừng nữa, mình tha hồ có thịt mà ăn. Sao anh đưa cho em quà vậy? Thì em cứ coi như là anh thay thằng Ân lo lắng chăm sóc cho em. Mà anh ăn không đó chứ, em có ăn bao nhiêu đâu. Đã là người một nhà với nhau, em đừng có ngại nữa. Nè, cầm đi, cứ giữ đó mà xài, thiếu thì nói anh. Em cảm ơn anh nha. Không biết cả đời này em trả ơn anh sao nữa. Thôi, em đi vô đây. Đây là tiền công của bà. Khoan đã, bà có làm đúng những lời tôi dặn không? Trời ơi, cậu khéo lo. Ở cái làng này có miệng ai bằng miệng tôi đâu nè. Chuyện đó thì tôi biết. Cái chuyện cậu nhờ tôi á chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bảo đảm với cậu, trước sau gì cá cũng cắn cầu. Nếu mà mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ hậu tạ cho bà nhiều hơn nữa. Cậu làm tôi ngại quá à. Nhưng mà nè, hứa nhớ giữ lời nha. Em cứ để đó đi, chút anh làm cho. Em làm được mà, không sao đâu anh. Mỹ ơi, Mỹ ơi Mỹ. Dạ. Trời có ơi, chuyện có chuyện gì vậy? Rồi, có chuyện rồi. Có chuyện có gì chuyện vậy cô? Ra đây. Con nhỏ mà cặp kè với thằng Ân á, nó mới ghé bến thuyền, nó nói là thằng Ân bị tụi Lục Lâm Thảo Khấu giết chết rồi. Mỹ à, được rồi, bà về đi. Cảm ơn bà. Để anh đưa em vào trong, rồi anh chạy ra bến tàu coi sao. Hả? Kế hoạch của tao coi như xong. Ân, mày bỏ qua cho tao nha. Mày thấy đó, tao lo cho Mỹ chu đáo đàng hoàng, tụi tao cúng dỗ cho mày mỗi kỳ tử tế. Tao hứa với mày đó,
Mới đó mà đã 3 năm rồi. Em cũng đã trọn đạo vợ hiền rồi. Mặc dù em bị bỏ mặc, nhưng vẫn một lòng thờ chồng. Và bây giờ, kể từ ngày hôm nay, anh chỉ mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Anh nói cứ như sắp bỏ đi vậy. Phải. Có thể nói điều này xong, anh sẽ phải ra đi. Anh đi đâu? Đây là nhà của anh mà, anh đi đâu? Anh Ân đã bỏ em đi rồi, bây giờ anh cũng bỏ em đi nữa, thì làm sao em sống nổi? Mỹ à, nếu như vậy thì em có đồng ý kết tóc xe duyên với anh không? Nếu được như vậy, anh xin thề, cho dù có xẻ da xẻ thịt anh cũng sẽ không bao giờ để em một mình. Còn nếu như không, anh sẽ phải ra đi. Vì anh không thể cứ để cho tình cảm của anh lớn dần lên trong anh. Anh không chịu nổi em mà. Lại. Tại sao nửa đêm lại vào nhà ta? Ngươi là phường trưởng cướp nào? Mau rời khỏi đây đi, nếu không thì đừng có trách ta đó. Mình mơ cái gì mà hét ghê vậy? Sao vậy mình? Mình à? Cá nướng cho ông xong chưa? Dạ, xong rồi bà. Dạ, cá của ông nè bà. Nè, nếu mà ai tới lấy gỗ, nói là ông đang bệnh, có gì ngày mai tới nha. Dạ. Vợ chồng mình sống chung với nhau cũng đã 10 năm. Vợ mình ngày càng hiểu ý của mình hơn. Mình vẫn đẹp như hồi đó. Không, đẹp hơn hồi đó. Ở kiếp này tôi chẳng có mong điều gì hơn nữa. Mình đó, chỉ được cái nịnh vợ. Vợ tôi đẹp thì tôi nịnh. Thì sao nào? Nghĩ lại, mình cũng phải trải qua bao nhiêu thứ mới được như ngày hôm nay. Từ thằng thợ rừng hai bàn tay trắng, lặn lội làm thuê làm mướn. Ai đâu ngờ rằng đến một ngày có được một cơ ngơi như vậy, một người vợ đẹp như vậy nữa. Mình à, mình sống với tôi mình có mãn nguyện không? Mình còn phải hỏi nữa, nếu như hồi đó không có mình thì tôi không biết phải sống ra sao nữa. Vậy mới nói, trên đời này không ai cho ai cái gì. Cái gì muốn có thì phải lấy tay đoạt lấy. Chồng tôi giỏi giang hơn người, tôi biết mà. Ủa, mình nghĩ gì mà cười nghe ghê vậy?
Không, 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 không có gì. Chỉ là đang nói chuyện. Trùng hợp. Trùng hợp thiệt. Mình nói cái gì mà nghe khó hiểu vậy? Cái gì mà kêu trùng hợp? Đang nhìn kìa, con cốc nó đang liếm nước mưa. Con cốc liếm nước mưa mà trùng hợp gì? Nói hay không nói đây? Mình có gì giấu tôi sao? Không, không có gì. Mình uống với tôi một ly nha. Tôi thấy bữa nay mình lạ lắm nha. Vợ chồng mình dù sao cũng đầu ấp tay gói hơn 10 năm rồi. Có cái gì đâu mà phải giấu tôi? Tôi đã nói là tôi không có giấu cái gì hết. Hay là mình có ai? Mình mà cũng biết ghen nữa hả? Không có ai đâu. Làm gì có cái chuyện đó. Sống với mình á là tôi mãn nguyện lắm rồi. Dù có kiếp sau, tôi cũng chỉ mong muốn có được mình thôi. Thấy con cốc liếm nước mà mình cười như vậy, còn nó trùng hợp gì đó? Cái đó thì tôi đã nói là không có gì đâu mà. Tôi không tin. Nếu mà không nói thật á thì từ nay đừng nói gì với tôi nữa. Mình à, Mình. Mình à, Mình. Vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm rồi, đồng cam cộng khổ từ cơ hạn tới giàu có. Chắc có biết chuyện kia cũng không nỡ trách mình đâu. Cũng vì thật lòng thật dạ, mình mới phải vượt qua bao khó khăn mới tới được với nhau. Biết đâu còn thương mình nhiều hơn đó chứ. Mình à, mình còn giận tôi đó hả? Mình quay lại đây cho tôi nói chuyện nè. Chuyện gì? Thì chuyện con cốc liếm nước mưa chứ chuyện gì nữa. Mình đã muốn biết á thì tôi cũng không giấu nữa. Nhưng mà mình phải tin tôi, là tôi chỉ có một mình mà thôi. Mình nói đi. Con cốc đó nó làm tôi nhớ tới thằng Ân. Sao con cốc đó làm mình nhớ tới chàng? Chuyện là như vậy. Anh Nghĩa, anh thả em ra đi. Anh giỡn như kỳ vậy? Mày nghĩ là tao muốn giỡn với mày đó? Anh Nghĩa, thả em ra đi. Đau quá, đừng có giỡn vậy mà. Đau hả? Chưa đâu. Anh Nghĩa, anh tính làm gì vậy? Làm gì hả? Tao thật sự cũng không muốn tới mức này. Nhưng mà tao nói cho mày hay, tại vợ của mày đẹp quá, cho nên tao muốn mày. Mà nếu mày còn sống thì làm sao mà tao lấy mày được? Cho nên mày phải chết. Thì ra là vậy. Nhưng vợ chồng tôi đối xử với anh hết lòng hết dạ mà. Vậy mới có chuyện chứ. Lỗi cũng không phải của mày. Do vợ mày vừa đẹp lại vừa chu đáo với tao. Anh Nghĩa, xin anh nể tình anh em thân thiết bấy lâu, anh tha cho tôi lần này đi. Ngoài vợ tôi ra, anh cần bao nhiêu tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, tôi cho anh hết. Lấy được vợ của mày, đương nhiên những thứ đó sẽ là của tao. Cần gì mày phải đưa tao? Tao không muốn giết mày đâu. Nhưng mà nếu để mày sống thì mày sẽ gây phiền phức cho tao. Không ngờ anh em thân thiết hơn ruột thịt, vậy mà anh lại rắp tâm. Anh đúng là loại mặt người giả thú.
Nè, anh làm gì đó? Mày cứ việc chữa thoải mái, để tao còn dễ xử hơn. Tao cũng đã nói rồi, chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà mày đừng lo, mày sống với tao, bảo đảm sẽ hạnh phúc hơn sống với mày nhiều. Vì mày biết rõ, tao giỏi hơn mày mọi mặt mà. Anh, đồ. Cũng trễ rồi, tao phải về chứ không bị lây lan. Mày còn gì á thì cứ nói, trong khả năng tao sẽ hứa. Nói đi. Mong muốn cuối cùng của tôi là, là một ngày nào đó anh sẽ nhận hậu quả gấp trăm, gấp ngàn lần tội ác anh gây ra ngày hôm nay. Không đâu, tao đâu có ngu mà tin ác tuyệt đối như mày. Mày cứ yên lòng mà chết. Mỗi năm tới ngày này, tao hứa là tao sẽ làm dỗ đàng hoàng cho mày. Nếu mình không xuống tay, nhưng mà trước sau giờ nó cũng chết thôi. Không bị cọp vô thì đối khác cũng chết thôi. Có con ma nào bén mảng vô đây chứ? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mình kể tiếp đi. Mình trói chàng lại. Rồi sau đó? Sau đó tôi có quay lại hai lần. Lần đầu thì nó còn ngắt ngỏm, cái lưỡi cứ thè ra hướng xương y như là con cốc lúc nãy. Nó vẫn còn sống sao? Thằng này dai thiệt. Sao cậu không vô nó đi cho mình đỡ bất công chứ? Thì ra là vậy. Tôi cũng chỉ quá thương tưởng tới mình. Ngày đêm tôi chỉ muốn ở bên cạnh của mình, cho nên tôi mới làm chuyện phản bản. Cũng nặng lòng lắm chứ. Nhưng để có được mình, tôi có làm như vậy một lần nữa tôi cũng sẽ làm. Tôi nói cho mình biết, để mình biết tình cảm tôi dành cho mình nhiều như thế nào. Tôi hiểu rồi. Thôi, mình ngủ đi. À, mình còn nhớ chỗ đó không? Làm sao mà tôi quên được chỗ đó chứ. Lâu lâu đêm ngủ,
tôi thấy mình lạc ra ngoài chỗ đó. Thằng Ân thì vẫn ngồi chỗ đó, vẫn lè lưỡi liếm nước mưa. Tôi nói hết lòng mình ra rồi, để cho mình hiểu. Mình tin tôi nha. Tôi hiểu mà. Thôi, mình mệt rồi, mình ngủ đi. Chàng uống đi, thiếp cũng uống. Hai ta là những kẻ đáng thương, phải uống để chia sẻ cùng nhau. Nàng có biết uống đâu mà uống. Mà tại sao nàng lại nói hai ta là kẻ đáng thương? Hai chúng ta là vợ chồng hạnh phúc. Hạnh phúc nàng đã biết chưa? Đáng thương gì giữa hai ta có một người chết. Nay ta phải làm dỗ cho người ta. Chàng bảo thiếp hạnh phúc được sao? Nàng nói bậy. Ta kể cho nàng nghe là để nàng thương ta hơn, chứ không phải kể cho nàng nghe là để nàng dằn vặt. Dằn vặt là phải để cho ta dằn vặt. Mà chuyện của vợ chồng mình đang sống hạnh phúc mà, tại sao phải dằn vặt? Tôi không thấy mình dằn vặt. Nếu như mình không nói thì tôi vẫn không biết. Mình uống đi. Biết vậy thật không có kệ. Làm gì vậy? Mau cởi trói cho ta. Mỹ, mau cởi trói cho ta. Im đi. Đang làm gì vậy? Mau thả ta ra. Im đi. Ta cấm ngươi gọi ta kiểu đó. Ta không phải là vợ của ngươi. Ta chỉ là người đàn bà u tối, không nhận ra kẻ lòng lan dạ xối giết chồng mình. Ngươi nhận tội đi. Mỹ à, ta nhận tội. Nhưng mà ta giết hắn thì có gì sai đâu. Nè, mau thả ta ra, rồi mình cùng về nha. Nha. Thân ta ô uế, nhưng trong tâm ta chỉ có một mình Ân là chồng. Đã quá muộn, không làm được gì cho chàng. Thiếp bắt hắn tới đây nhận tội. Kẻ bội bạc này phải chết giống như chàng. Mong rằng ở dưới suối vàng chàng sẽ đỡ tuổi. Mỹ, nàng bỏ thả ta ra. Nàng có biết là ở đây đêm hôm á, răng rít cọc beo nguy hiểm lắm không? Im đi. Lúc trối chàng ở đây, ngươi có nghĩ như vậy không? Có tưởng tượng giây phút hấp hối kinh hoàng của chồng tôi đến mức nào không? Có. Ta có tưởng tượng. Nhưng ta năn nỉ nè, nàng làm ơn thả ta ra đi. Ta không thể ở nơi đây một mình được đâu. Hãy
ta mong ngươi sẽ chết thật chậm, để sợ hãi, đói lạnh, lừng hồi. À, còn khác nữa, để ngươi phải lè lưỡi ra, chờ từng giọt xương. Không, ta năn nỉ nè. Nàng không thể để ta một mình trong này được. Mỹ à, Mỹ, ta năn nỉ nè. Mỹ à, Mỹ. Còn thiếp, lẽ ra thiếp giải quyết cho xong. Quá hổ thẹn, thiếp không dám gặp lại chàng. Để cho chiếc kẻ với người này chết, thiếp sẽ lên công đường tử thú. Mỹ à, Mỹ, làm ơn thả ta ra đi bà Mỹ. Mỹ ơi, mày thả ta ra đi. Mỹ ơi, Mỹ, bỏ ta đi một mình bà. Ta đang nghĩ nè, mày thả ta ra đi. Mỹ ơi, đừng có bỏ ta bà Mỹ. Mỹ ơi, Mỹ. Mỹ ơi, Mỹ ơi, Mỹ. Mỹ ơi! Ta đây rồi. Sao có người biết ta ở đây? Vợ ngươi đã lên huyện đường tử thú. Giờ ta phải giải ngươi về cho quan huyện xét xử. Không, cứ để cho ta chết, nàng bỏ ta rồi ta không muốn sống nữa. Mạng của ngươi á, ngươi không tự định đoạt được đâu. Đi về cho quan xử. Đồ phản bạn, đi. Mới hay muôn sự tài trời, những kẻ lấy oán báo ân, lừa thầy phản bạn, dẫu có mưu kế khôn lường vẫn không tránh khỏi lưới rơi lồng lộng. Mày không sao chứ?
ơi, mày bỏ cái lọ gì ra đây nè. Xẻ. Sao hôm nay mình về trễ quá vậy? Rửa tay rửa mặt đi rồi vô ăn cơm với mình. Em vô đi, anh vô liền. Mình đi làm về sớm nha. Em ở nhà chuẩn bị cơm nước đợi mình về. Anh biết rồi, anh sẽ về sớm mà. Anh đi nha. Dạ. Cái lọ gì vậy cà? Mà thơm quá, mình chưa từng thấy bao giờ hết. À, chắc là Mình ơi, anh về rồi đây. Mình đến mình. Mình ơi, mình ơi. Mình đến mình. Anh về rồi nè. Mình mới về hả? Mình mệt không? Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Em là vợ của mình nè. Mình bình tĩnh lại đi. Mình ơi! Mình nè! Mình! Mình ơi! Mình! Mình bình tĩnh ngồi xuống đây đi, em kể cho mình nghe. Ngồi xuống đi. Mình bình tĩnh đi, để em kể cho mình nghe. Thì ra con chim sẻ đã đền ơn cứu mạng á bằng lọ nước thần đó. Cho hoàng thượng bảo đảm lần này hoàng thượng sẽ hài lòng. Câu này hình như ta nghe quen quen ở đâu rồi. Có thật là bảo đảm là ta được vui không? Chắc chắn lần này hoàng thượng sẽ vui.
có giai nhân và mỹ nữ cho ta luôn. Dạ có. Ô, con gì vậy? Dạ con quạ. Hèn chi nó kêu tiếng quạ. Hả? Cái gì vậy? Hả? Quang Cường. Đẹp. Đẹp. Đúng là tuyệt đẹp. Đúng là trời ban cho ta. Lâu lắm rồi ta mới nở được nụ cười. Nàng đẹp lắm. Nhưng mà người trong tranh có thật ở ngoài đời không? Làm sao thằng biết được? Vậy ta mướn người để làm gì? Người hãy đi tìm cho bằng được người này cho ta. Dạ, dạ. Nô tài tuân lệnh. Người tìm không được, đừng quay về triều đình nữa. Đúng là người đẹp, quả là một nhan sắc trời cho. Anh em mà nói chuyện. Mà mấy chú là ai vậy? Dạ tụi em là mà thôi, nói chung là phe mình. Anh yên tâm rồi ha. Rồi xong, họ đi mất tiêu rồi. Thôi giờ anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu bà vợ của anh. Cũng tại bức tranh này mà. Mà cũng tại tôi nữa. Không phải. Đúng rồi, tại con quạ đó. Nó muốn trả thù tôi mà. Vợ ơi, bây giờ em ở đâu rồi vợ ơi? Vợ ơi, khóc nữa rồi. Ê Bảo, ta nhớ chuyện này không có ông Bụt đâu đúng không? Ừ. Anh dậy sửa soạn đi, chuẩn bị đi đòi vợ lại nè. Nhưng mà tôi nghe nói á, nhà vua á bắt vợ tôi vô kinh đô. Làm sao á tôi vô cung cấm được? Không được cũng phải được, ít ra anh phải làm hết sức chứ. Ủa mà nhà anh có vật gì quý giá hay là vật tin cho chị không vậy? Nhà tôi nghèo lắm, không có vật gì quý giá để làm tin hết. Ủa anh ơi, nhà anh có cây gì quá vậy vậy nè? À, là hành chứ mà. Phải rồi, dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì hương tôi với. Thôi đi anh, đi. Đúng rồi anh, đúng, đi anh. Đi lẹ lên. Ngươi thấy không? Ái phi ta không cười thì làm sao ta cười được? Ngươi không làm sao cho ái phi ta cười, ta sẽ chém đầu nhà ngươi. Dạ. Nếu người làm ái phi không cười, vậy vật làm ái phi sẽ cười. Vật gì? Dạ. Người đâu? Từ, đem con gà vô đây làm chi? Muôn tâu hoàng thượng, đây không phải là con gà tầm thường mà nó là con thần kê. Thần kê là gì? Hoàng thượng muốn nó làm gì làm cái đó. Muốn nó khóc, nó sẽ khóc. Muốn nó cười, nó sẽ cười. Muốn nó gục đầu, nó sẽ gục đầu. Có thật như lời của ngươi nói không? Dạ thật. Làm liền. Thần kê. Ai phi nhìn đi, ai phi. Thần nhìn kê, ngươi hãy cười đi. Thần kê, giờ ngươi hãy khóc đi, gục đầu. Dẹp. Ngươi có thấy nàng cười không? Dạ không cười. Nó là con gà mà ngươi gà chấm luôn à? Nô tài đáng chết. Ta không biết ngươi làm cách nào. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Ai phi ta đang cười rồi. Dọc bằng đòn gánh. Dạ. Ngươi có nghe gì không? Dạ nghe. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng đừng lo. Nó mới ra có nhiêu đó thôi, không hay đâu. Nó sẽ lên đây nó rao. Nó rao xong nếu không hay, ta sẽ rao cho nàng thấy. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi. Ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng đã cười rồi. Dạ, bẩm hoàng thượng. Tên bán hành kia.
Bẩm hoàng thượng, ngươi hãy đi tới đi lui, làm sao cho ai phi của ta cười cười thiệt vui cho ta. Tuân lệnh hoàng thượng. Lẹ đi. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình voi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình voi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Chọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình voi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Bỏ đòn gánh xuống, cởi bộ đồ đó ra. Ta đổi đồ với nhà ngươi, ta sẽ làm cho nàng cười, nàng cười gấp 10 lần thằng này nó làm. Nàng yên tâm, nàng cười đẹp lắm, nàng cười ta chịu không nổi, nàng cười đẹp lắm, nàng có biết không? Cởi ra. Dạ. Nàng thấy ta đẹp không? Ta đẹp hơn nói nhiều. Ta sẽ làm cho nàng cười, ta làm cười hơi ngó luôn. Nàng gánh giờ tới ta gánh rồi, ta phải gánh sao đây? Ta gánh gì? Ta sẽ làm cho nàng cười đó. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai thương anh mua ai mua hành tôi, tôi thương tôi lắm. Nàng cười ra kia, nàng cười rồi. Giờ dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi lắm. Nàng đã cười rồi, nàng đã cười rồi kìa, nàng đã cười rồi. Ồ, anh vô ngồi đi, anh vô ngồi đi, anh vô ngồi đi. Anh đang là vua đó, anh ra lệnh đi. Ừ đúng rồi, anh ra lệnh đi. Tên bán hành kia, dám phạm thượng, dám chọc ghẹo mỹ nhân của ta hả? Ngươi mới là phạm thượng á, ta mới là vua nè. Đồ xảo trá, phạm thượng, quân bay đâu? Dạ. Dạ. Bắt nó cho ta. Trả bắt tên phán hành này và tên thái giám, dám vào ngục cho ta. Làm gì mà chuyện đó xảy ra? Ta là vua mày, tụi bay ngu, tụi bay đuôi hả? Tụi bay không thể tao là vua hả? Quan thượng, quan thượng.